Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Piêu. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục đến với chuyên mục đó là trà trộn sảnh liên thông, khám phá những điều mới mẻ và hay ho ở trên sảnh liên thông các bạn ạ. Hiện tại thì đang là tầm khoảng 6 giờ 15 phút, 6 giờ 15 phút chiều, cái giờ này khá là giờ hoàng đạo đấy, cũng khá là đông vui các bạn ạ. Không biết là trên sảnh liên thông nó có gì thú vị, có gì hay ho không thì ok. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Tôi vào thử map mạo hiểm với nào. Hay dạ, để xem có gì mới mới hay hay thú vị không các bạn ơi. Tôi sẽ đi khám phá các bạn ạ. Để coi xem nào. Sinh tồn TikTok rồi. Cái này kiểu ông làm build kiểu khối TikTok xong còn để đất các thứ lên mà có gì đâu. Tóc cua chôn này thì mình cũng có chơi qua rồi hay sao này. Có mà rõ ràng mình chơi tìm mạo hiểm mà ta. Đóng giả mẹ con, what the hell. Quả map gì nghe tên bựa vậy? Thôi, map này tôi không chơi đâu. Ai lỡ view phòng mini cloud luôn. Ghê vậy. Cái mini cloud này như nào thì tôi cũng không hiểu rõ lắm các bạn ạ. Ô, của bạn map Khánh Sinh. Map của bạn Khánh Sinh tôi mới hiểu, nhưng mà chủ phòng khác à? Ok. Map lại tải về à? Ảo nhở. Nghe vẻ không uy tín lắm, bởi vì tên chủ phòng lại khác với cả tên người xây map. 15538. Ồ đúng rồi, khác nhau bạn ạ, chắc là map tải về tôi không chơi đâu. Tôi sẽ tìm một cái map nào mà nó ít ra có phải trong sinh tồn, trong nó đầu tư nó hay hay tí bạn ơi. Để coi nào, bé nhím cute mạo hiểm. À, vào thử nào, đây. Map của bạn bé nhím đây. Ok, bạn bé nhím, ui. Bạn bé nhím xây quả nhà trong video vậy, ok. Hello. Hello. Ui, quả nhà này làm bồi lửa tuyệt vời bạn ạ. Cháy từ dưới lên trên luôn, như kiểu ngọn nến lung linh luôn á. Ảo thật đấy bạn ạ. Ôi, ông mình leo cầu thang à? À, từ từ. Lên trước, mình sẽ lên trước bạn ơi. Mình sẽ lên trước. I believe I can fly. Ơi, trời ơi. Đâu rồi? Ơi, trời ơi, đâu rồi? Ai định lên ý nhở? Ok, tôi làm cái gì đâu? Ok, tôi đã làm cái gì đâu, mình kích vào. Alo. Ủa, tôi còn chưa làm một cái gì nhá. Tôi mới chỉ chặt đúng một block gỗ thôi mà tại sao chủ phòng lại kích rồi? Ok, hình như chủ phòng có khả năng tiên tri hay sao các bạn ạ? Ui. Có khi ông ấy biết trước là mình sẽ chôn cho nên ông ấy kích luôn hay sao? Ui. Ông chủ phòng này kinh phết nhỏ. Ái da. Kiểu có thể biết trước tương lai hay sao các bạn ạ? Ảo thật đấy. Với trưởng mình còn chưa, mình cái gì, mình có thao tác một tí các bạn ạ. Tôi mới thao tác cho tôi chỉ chặt cái gỗ thôi mà ông này kích luôn các bạn ạ. Ui, ông này VIP pro đấy. Ok, sao quả mát sinh tồn gì mà lắm cổng thì chuyển đấy. Alo, what the hell. Alo, sinh tồn gì mà lắm cổng dịch chuyển thế. Mẹ béo nào, không phải mẹ béo. Ok, bảo không phải mẹ béo rồi, tôi fan mèo béo, không phải mẹ béo. Không, tôi fan mèo béo. Đó, tôi nghĩ là không phải rồi bà. Trời ơi, bảo không phải rồi. Ui, mà vừa nãy cũng ảo thật nhở. Mình mới chỉ chặt một đống gỗ thôi mà ông chủ phòng kích luôn, ảo thật đấy. Ok, anh bấm D, bấm gì. Không, mình đổi con xin đi bạn ạ. Di chuyển cho mượt mà dễ tí. Ủa, bạn mắc gì đấy? Ủa, mắt này làm gì đây? Tôi sẽ thử di chuyển đến cái chỗ bức cổng di chuyển kia em nào. Sao lại có mấy cổng di chuyển bên kia nhỉ? Tôi không hiểu lắm bạn ạ. Ôi. Nè, ở trên bản đồ có rất là nhiều cổng di chuyển mà mình cũng không hiểu tại sao. Ôi, nhiều đứa quá, thôi bỏ qua đi. tự nhiên thấy map này như kiểu mốt hay sao bạn ạ. Mà chắc là mốt cái gì vào hay sao á. Mặc dù là sao vàng ấy, nhưng mà nhìn thấy cổng di chuyển khá là nhiều kìa. Mà đồ đạc chả thấy đâu bạn ạ. Không hiểu lắm bạn ơi. Kìa, bấm vào cái ava của anh, không phải tôi fan mèo béo, hack nick mèo béo, không phải mèo béo đâu. Ok, rồi có bảo không phải rồi mà ông công cứ bảo mèo béo. Lên YouTube check ID tôi hack nick mèo béo nhá. Tôi là tên hack nick mèo béo, nick mèo béo bị hack rồi. Lại mấy câu của anh thôi. Ô mà từ từ, ủa không, nhìn mình nhìn cứ tưởng là hai anh em sinh đôi. Tại nhìn đồ giống nhau bạn ạ, nhìn đồ hơi giống nhau
nhìn cứ tưởng đồ, ôi từ từ, hai thanh niên mặc đồ giống nhau thế nhở, nhìn kiểu cùng tông màu á, cũng cùng bị mắt này, cũng bịt một bên mắt là bị khác nhau thôi nhở, cũng bị một bên mắt cũng cùng cái mặt này luôn, hơi khác một chút xíu thôi các bạn ạ, nhở, à, chỉ ông này thì áo đen quần trắng, ông này thì áo trắng quần đen, à, ok bạn ơi, không phải, không phải mà, bảo không phải mà béo rồi, thôi té bạn ơi, qua tìm map khác đây, chúng ta qua xem map nào hay hay thì ui, ui, map này trông có vẻ xịn này, nhà vẻ to bạn ạ, ấy, có cái để đột nhập bạn ơi. Yo yo yo. Ôi, vừa vào bị hồ nước này, what the hell? Gì? Vừa vào cái hồ nước này, hello. Hello. Một ngôi làng luôn. Chủ phòng đã mở quyền cho chơi của bạn. Ơ kìa. Chủ phòng cho mình mở quyền đấy. Ơ kìa. Ồ, hình như chỉ có mình có quyền thôi bạn ạ. Đấy rồi. Hãy cùng chơi nhé. Ơ, từ. À, cái gì? Hello, mày bảy này. Mày này, ok, mặc giáp rồi đó. Nguy hiểm quá nhở, ui, chết nhầm. Đang chơi nè, ok. Nhà bự, ui. Nhà. Ok. À, chủ mắt tắt quyền rồi. Không cho dùng, cho đánh nhau các bạn ạ. Ok, không, à, ông mà tắt quyền rồi, không cho lấy đồ bạn ơi. Đang định kiểm tra xem trong giường có gì không. Bạn lấy tạm nhà nhào đi, peo, ok luôn. Ok, mình sẽ lấy nhà xịn nhất này. Ui, lấy nhà to nhất nè. Ấy. Ok, bố, mấy con kia nó chạm cái lòng cửa, bấm cửa. Ok, không đóng cửa, cứu, không đóng được cửa, cứu. Chết bố, chết tôi, con vật. Dã nhân nó chặn cổng. Ok thanh đó. Ôi đây đi cho bạn này, đâu cho gì ấy. Ô xin. Ok đâu kia. Ok tưởng không tưởng chôn. Kiếm năng lượng đánh lui luôn. Ok VIP quá nhở. Này thì ấy là chủ mắt thân thiện phết bạn ạ. Vô tuổi ông này chặn, ông này không cho cấm quyền rồi. Chắc là đề phòng kiểu lấy kim cương lấy đồ bạn ạ, cũng không đúng mà. Thì cũng đúng rồi, mình sẽ đi kiếm cái nhà ở đây ta. Ơi từ, ơi từ qua cái gì đây? Không được vô nhà khi chưa được sự cho phép của chủ nhà, hí hí. Nhà của Na, ok. Nhà của X, a giúp tôi với, tôi không mở được cửa. Ok, không mở được cửa, rồi sao giờ? Ơi, nè. Ôi, còn không dùng được chức năng của cái kiếm bạn ạ, ảo tên à? À, chạy. Ôi dồi ôi, dã nhân nhiều quá. Mở cửa với. Ok, thanh. Rồi sao, ok, ủa? Thế tôi sao ra? ok, mở cửa đấy. Mở một cửa cho tôi đi. Ủa tên này thì sao ra? Thế này khác gì nhốt tôi ạ? Ok. Ủa còn chặn không cho lên trên à? Ôi ảo thế nhở? Ui con bị không cho đập à? Ok. Không cho chặt cây luôn các bạn ạ. Được phải đánh quái thôi. Ok, sao mình bị cầm hết quyền rồi? Ok, tôi bị cầm hết quyền rồi bạn ạ. Không được đánh luôn này. Đánh, được mỗi quyền đánh thôi. Được mỗi quyền đánh nhau bạn ạ. Ok, đi ngủ. Không ngủ được. Oh no, có ngủ ở đâu, không ngủ được. Chủ phòng đã mở quyền lúc chặn là như nào? Là như nào? Trời ơi, tôi không ngủ được, cứu giúp tôi với. Tôi không ngủ được, ai cho tôi ngủ với? Chưa ngủ được. Rồi, bây giờ mình sẽ giả vờ bảo chủ bắt bật cái quyền lên. Sau đấy ta sẽ mở xem người dương có gì không bạn ạ. Khi mọi người sẽ nhận vào kiểu. Từ. Không ngủ được bạn ơi. Có pháo hoa không bên na. Này thì ok này rồi. không ngủ được. Hỏi sáng luôn rồi. Ui, mấy ông này tỉnh thế nhở. Ui, mấy ông này quyết tâm không bật quyền các bạn ạ. Tỉnh thế nhở. Ấy ra bắn pháo hoa kìa.
tỉnh đấy. Ok, ông này tỉnh đấy các bạn ạ. Ấy giờ được của nó thế nhờ. Kêu tỉnh đấy, tỉnh. Ủa trứng nổ à, chơi chơi chiêu này. Câu trứng nổ về nhà. Ê, không gì có thể làm khó được mèo béo đâu. Qua đây, qua đây bạn ơi. Ôm ra thì bộ nổ đi rồi, ok sao lại giết non đâu. Trời ơi, cay thế nhờ. Bên đã định dụng có trứng nổ vào nhà để cho nổ bật à. Ôi, ông này quách tỉnh ấy nhờ. Cay thế nhờ, không ổn rồi. Ông này tỉnh quá. Mấy ông này tỉnh quá bạn ơi, không ổn rồi. Phòng này không ổn rồi. Phòng này không ổn rồi. Phòng này mấy ông này tỉnh quá bạn ơi. Tôi không làm chơi. Ngon. Ôi hình như chủ phòng mới mở quyền. Chủ phòng mới mở quyền các bạn ơi. Ngon. Đồ nhập. Nhiều đồ nha. Thôi trả kiếm này thôi. Ok. Ê, tôi trả kiếm nè. Để trong dương nhà ông nè. Đấy. Ê, tôi đi ăn cơm đây. Đó. Thôi trả bạn ơi. Trả này, đấy trả cái kiếm để ở dương này. Khuyến mại thêm đồ luôn bạn ơi. Đấy. Tôi khuyến mại thêm cái đồ tôi còn dư này. Đấy. Ok bạn ơi. Thôi thì chắc là hôm nay trà trộn thế thôi. Ui, hôm nay trà trộn toàn gặp mấy ông tỉnh, bạn đã tỉnh ý nữa. Cái phòng đầu thì ông mình kích mình trước khi mình trộn luôn. Cái phòng thứ hai thì ông mình biết mình là mẹ béo rồi không nói. Cái phòng thứ ba thì ông này ông mới tỉnh phết các bạn ạ. Ông ấy không mở hết quyền đâu mà ông ấy còn không để mình dụ trứng nổ vào nhà bạn ơi. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ béo làm dù nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.